Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mở đầu video, Thu Trang xin chúc các khán thính giả và gia đình mạnh khỏe. Hôm nay, Thu Trang sẽ mang tới một vụ án xảy ra tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ngược thời gian quay trở lại 13 năm trước. Hôm đó là vào ngày 2 tháng 1 năm 2011. Khi ấy, mọi người đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, nên không khí rất rộn ràng, vui vẻ. Nhưng nào có ngờ, đây cũng chính là lúc cơn ác mộng của gia đình họ Thạch bắt đầu. Sáng sớm ngày hôm ấy, hai vợ chồng ông bà Thạch đang làm những công việc như thường nhật thì họ bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ con rể tên là Tả Khải Hoa. Tưởng con rể gọi hỏi thăm sức khỏe nên ông bà hô hởi nghe máy liền. Thế nhưng khi vừa mới chỉ kịp nói alo thì đầu dây bên kia truyền tới những tiếng khóc than gào thét khiến cho đôi vợ chồng già phải thất kinh hồn vía. Biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra nên ông bà cố gắng khuyên giải con rể hãy bình tĩnh. Đến hơn một phút sau, Tả Khải Hòa mới dừng cơn xúc động, rồi trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh ấy đã thốt ra một câu không khác gì sét đánh ngang tai. Cha mẹ ơi, vợ con chết rồi. Ông bà Thạch vốn đã cao tuổi, nên khi vừa nghe được tin này đã ngã quỵ xuống vì sốc. Chiếc điện thoại cầm trên tay cũng rơi vỡ tan tành. Con gái của ông bà tên là Thạch Cảnh Tôn, đang mang thai tháng thứ 8. Không biết cô ấy bị tai nạn như thế nào, và giờ này đứa bé ra sao nữa. Chỉ nghĩ đến đây, ông bà Thạch gắng gượng bò dậy rồi nhờ người chở vội đến nhà con rể để xem xét tình hình. Nơi ở của Tả Khải Hòa nằm trong khu tập thể giáo viên Trường Học viện Mỹ thuật Hà Bắc. Khi vừa đến cổng, ông bà Thạch đã nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của con rể vọng ra ai oán não lòng. Hai vợ chồng hoảng hốt chạy tới thì toàn bộ dãy nhà đã bị cảnh sát phong tỏa. Rất đông người đang tập trung xung quanh với vẻ mặt đầy hoang mang, lo lắng. Ông bà Thạch lúc này đầu óc trở nên trống rỗng. Họ lao qua hàng rào an ninh mặc kệ cảnh sát ra sức ngăn cản. Thế nhưng một khung cảnh thê thảm hiện ra trước mắt họ khiến đôi vợ chồng già một lần nữa ngất lịm. Ở dưới đất là cô Thạch Cảnh Tôn đang nằm gục trên vũng máu lớn, bốc mùi tanh tưởi nồng nặc. Mặc dù người quá cố mặc bộ quần áo cốt tông dày dặn để chống lại mùa đông, nhưng có thể thấy rõ cơ thể đầy những lỗ thủng sâu hắm. Trước cái giá lạnh của thời tiết, máu trên sàn nhà đã đông thành từng mảnh dày. Mái tóc nạn nhân rối bù cũng dính đẫm máu, trở nên cứng nhắc, bết lại thành từng búi. Ở phần bụng nạn nhân có vài vết thương, khiến nước ối hòa lẫn máu chảy ra khắp sàn nhà. Như vậy là Hải Nhi bé bỏng còn chưa chào đời, cũng đã ra đi cùng với mẹ. Điều khó quên là đôi mắt của Thạch Cảnh Tôn vẫn mở trợn trừng, nhìn chằm chằm về phía trước, như thể cô ấy đang sợ hãi và kinh hoàng đến tột độ, chồng bi thương ai oán vô cùng. Khi ấy, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường được hơn một giờ đồng hồ. Họ nhận được tin báo án từ Tả Khải Hoa, anh ta cũng là người đầu tiên phát hiện vụ việc. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi ngóc ngách trong căn phòng đều đã bị lật tung lên, như thể hung thủ đang tìm kiếm những đồ vật có giá trị. Kết quả khám nghiệm của pháp y cũng khiến tất cả mọi người run sợ. Khi chính xác tổng số vết thương nạn nhân mang trên mình là 27 vết, trong đó có 2 vết đâm xuyên qua thai nhi trong bụng. Nhát dao chí mạng khiến người bị hại tử vong tập trung ở phần cổ với 4 nhát đâm gây đứt tĩnh mạch cảnh, tổn thương khí quản, đứt động mạch giáp dưới. Căn cứ vào manh mối thu thập được, cảnh sát đưa ra nhận định rằng hung thủ chỉ đang cố ý tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng điều tra. Bởi tuy hắn lục lọi khiến đồ vật bị xáo trộn lanh tanh bành, nhưng người chồng của nạn nhân đã xác nhận là không vật gì có giá trị bị mất đi. Bên cạnh đó, cánh cửa căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy phá, nên khả năng cao là do người quen biết với nạn nhân gây ra. Lúc này, cảnh sát quyết định khoanh vùng đối tượng tình nghi là những người thân cận nhất trong cuộc sống nạn nhân lúc bấy giờ. Sau khi điều tra, nhà chức trách phát hiện những mối quan hệ xung quanh Thạch Cảnh Tôn khá đơn giản. Người thân cận nhất với cô cũng chỉ có Tả Khải Hoa, người chồng đang công tác ở xa, cùng với một cô em họ tới chăm sóc nạn nhân đang mang thai. Các ngày trong tuần, Tả Khải Hoa phải đi học và công tác thường xuyên nên không thể ở bên cạnh vợ được. Đến cuối tuần mới về ký túc xá được 2 ngày. Vì vậy, do lo lắng nạn nhân sắp đến ngày sinh nở, không có người chăm sóc thì sẽ rất vất vả, nên gia đình họ Thạch đã cử cô em họ đến ở cùng Cảnh Tôn để giúp chị cơm nước giặt giũ.
Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn hai đối tượng tình nghi, thì cô em họ nói mình đã về nhà cùng dì từ buổi chiều hôm trước, sau đó không quay lại nữa. Điều này mẹ của Thạch Cảnh Tôn có thể xác nhận. Trưa hôm đó, mẹ nạn nhân có đến thăm con gái, dặn dò cô Tết Nguyên đán nhớ về thăm gia đình, sau đó dẫn cháu gái về theo. Còn Tạ Khải Hoa thì nói, chiều hôm mùng 1 tháng 1, anh ấy đã bắt tàu về quê nhà Định Châu. Khoảng 18 giờ chiều, tàu về đến ga, thì anh đi bộ về làng cho tiết kiệm tiền, đến khoảng 19 giờ tối mới về tới nơi. Tạ Khải Hoa đã ở nhà nội cả một đêm, sáng hôm sau mới quay trở lại ký túc xá của Thạch Cảnh Tôn. Như vậy thì em họ và chồng nạn nhân đều có chứng cứ ngoại phạm rằng họ không có mặt ở hiện trường. Theo lời khai của mẹ nạn nhân, thì trước đó một ngày, tức hôm mùng 1 tháng 1, bà Thạch đã đến ký túc xá để thăm con gái. Lúc đó, người em họ nạn nhân đã nấu cơm cho ba người cùng ăn rất vui vẻ. Vì trước đó, Thạch Cảnh Tôn có nói sẽ bắt đầu nghỉ thai sản vào khoảng ngày mùng 10 tháng 1, nên cho cô em họ về trước cùng mẹ mình. Bà Thạch còn kể rằng, để chuẩn bị đón em bé sắp chào đời, nạn nhân đã sắm trước quần áo sơ sinh đầy đủ. Hai vợ chồng dự định sẽ sinh con ở nhà ngoại, nên bà Thạch rất sốt sắng, lên tận nơi để hỏi thăm tình hình. Điều này cũng cho thấy rằng, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nạn nhân là rất tốt. Đưa Tạ Khải Hoa vào diện danh sách nghi phạm thì thật tội nghiệp cho anh ấy. Vì nếu người chồng không tử tế, thì chẳng có lý nào bề ngoại lại đối xử tốt như vậy cả. Kiểm tra lịch sử điện thoại của nạn nhân thì cảnh sát nắm được như sau. Khoảng 14 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 1, Thạch Cảnh Tôn gọi cho chồng để hỏi bao giờ anh ấy về ký túc xá. Thì Tạ Khải Hoa trả lời rằng chỉ trong hôm nay hoặc ngày mai thôi. Vì thế nên cô đã để mẹ và em họ về quê sớm. Đến 16 giờ 39 phút chiều ngày mùng 1 tháng 1, Thạch Cảnh Tôn sắp nghỉ thai sản nên đã nhắn tin hỏi một giáo viên rằng mình có cần bàn giao công việc gì hay không. Tuy nhiên, người này không trả lời. Khoảng 19 giờ tối, bà Thạch đã về đến quê nên gọi điện cho con gái để báo tin thì điện thoại di động của cô đã tắt ngấm. Lúc ấy, mẹ nạn nhân nghĩ con rể cũng về rồi nên không để tâm lắm rồi đi làm việc khác luôn. Như vậy, thời điểm nạn nhân bị sát hại là vào khoảng sau 19 giờ ngày mùng 1 tháng 1. Kẻ thủ ác giết người không phải vì lý do cướp của, vậy hắn ra tay vì điều gì? Thường ở các vụ án, động cơ của hung thủ chỉ xoay quanh ba lý do chính là tiền, tình và thù. Như ở vụ án này, thì nguyên nhân kẻ thủ ác xuống tay là để cướp của đã được loại bỏ. Bên cạnh đó, mối quan hệ xã hội của nạn nhân cũng rất đơn giản, không giao lưu với những thành phần phức tạp. Trong trường Học viện Mỹ thuật Hà Bắc, Thạch Cảnh Tôn là giáo viên giảng dạy ở khoa thiết kế cảnh quan, được đồng nghiệp và sinh viên rất yêu quý, đánh giá cô có trình độ sư phạm tốt, cư xử hòa nhã, được lòng tất cả mọi người. Vì vậy, nguyên nhân nạn nhân tử vong do tư thù cũng được loại bỏ. Vậy còn về tình ái thì sao? Liệu rằng đây có phải là một vụ giết người vì ghen tuông hay không? Chồng nạn nhân, tức anh Tạ Khải Hoa, lúc bấy giờ đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Nông nghiệp Hà Bắc. Ngay từ ban đầu, cảnh sát cũng có đặt ra nghi vấn này bởi kẻ thủ ác xuống tay rất dã man. Thậm chí, còn cố tình đâm thẳng vào bụng bầu của nạn nhân hai nhát dao, như thể là muốn trả thù vậy. Nếu như thế thì chắc hẳn là Tạ Khải Hoa đã bụ bịch bên ngoài, để rồi nhân tình sinh lòng hận thù ghen tuông mà trả thù chính thất theo cách tàn bạo man dợ nhất. Tiến hành điều tra về người đàn ông này, cảnh sát nắm được rằng hầu hết toàn bộ thời gian của Tạ Khải Hoa đều dành cho việc nghiên cứu nông nghiệp. Thậm chí vào ngày mùng 1 tháng 1 đầu năm mới dương lịch, khi tất cả đều đang nghỉ lễ, thì Tạ Khải Hoa đến trạm thí nghiệm Trương Bắc để kiểm tra mẫu vật phẩm sinh học. Đồng nghiệp nhận xét anh là người tốt bụng, thực tế và chăm chỉ. Bản thân anh cũng có nhiều bài báo được xuất bản, hầu hết đều liên quan chặt chẽ đến khoa học và công nghệ nông nghiệp. Do đó, Tạ Khải Hoa không thể có thời gian mà đi ngoại tình được. Mọi hiểm nghi đều đã được loại bỏ, vụ án tưởng chừng như rơi vào thế bế tắc. Thì lúc này, cảnh sát phát hiện ra rằng, phía trước dãy nhà ký túc xá, ban quản lý đã lắp đặt camera giám sát an ninh từ vài tháng nay. Họ nhanh chóng trích xuất video từ đó để điều tra. Theo hình ảnh thu được, thì sáng cùng ngày vụ án xảy ra, Tạ Khải Hoa vội vàng đi vào căn phòng của hai người, thì anh phát hiện ra việc vợ bị sát hại, nên đã chạy ra ngoài gọi điện thoại báo án. Nếu xem qua đoạn video này thì cũng không có vấn đề gì cả.
nhưng nhìn kỹ lại thấy được điều vô cùng bất thường. Theo hình ảnh camera, thời gian Tạ Khải Hoa tiến vào phòng rồi ra đến cửa chỉ tốn gần 9 giây. Sau đó anh rút điện thoại ra và bấm bàn phím một cách vô cùng bình tĩnh. Theo lý mà nói, khi phát hiện một người đang bị thương thì phản ứng đầu tiên phải là gọi cho cấp cứu, sau đó đến báo án mới phải. Cùng lúc đó, thấy cảnh máu me be bét ra như vậy, ít nhất thái độ của Tạ Khải Hoa phải sợ hãi lo lắng rồi hò hét kêu cứu chứ. Tại sao anh ta lại bình tĩnh như vậy được? Tạ Khải Hoa chỉ gọi cho cảnh sát và nói luôn là vợ mình đã bị sát hại. Quá trình ấy cũng chỉ ngắn ngủi 9 giây. Anh ta thật sự có thể xác minh được tình trạng của nạn nhân trong vài giây ngắn ngủi đó sao? Và chẳng lẽ một người chồng, một người sắp làm cha lại chấp nhận chuyện vợ con mình qua đời dễ dàng như vậy? Cảnh sát tiếp tục kiểm tra camera khoảng thời gian trước đó. Họ phát hiện tối ngày 1 tháng 1 có một người phụ nữ vô cùng kỳ quái đã bước vào ký túc xá. Sở dĩ nói kỳ quái là bởi cô ta vạm vỡ một cách đặc biệt, dáng dấp thô kệch, đi đứng cứ hùng hồn. Nói chung là chỉ cần nhìn qua cũng biết đó là đàn ông giả dạng là phụ nữ. Tên đàn ông đó đội tóc giả che gần kín đầu nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống đất rồi đi vào trong ký túc xá. Hành vi bất thường như vậy thì chắc chắn chính hắn là hung thủ đã sát hại Thạch Cảnh Tôn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ kẻ đó là ai mới được chứ? Tại sao hắn phải làm như vậy? Vào lúc cảnh sát đang loay hoay tìm câu trả lời thì đột nhiên Tạ Khải Hoa xông đến đồn cảnh sát. Với một thái độ vô cùng bình tĩnh, anh ta thừa nhận mình chính là hung thủ đã sát hại Thạch Cảnh Tôn. Nghe thấy điều này, tất cả mọi người đều trở nên sững sờ chết lặng. Nhưng những điều tra viên phụ trách vụ án thì không lấy gì làm ngạc nhiên lắm, bởi động thái của anh ta mà camera an ninh ghi lại được đã phần nào tố cáo tội ác, chỉ là họ đang tìm thêm bằng chứng buộc tội mà thôi. Có lẽ Tạ Khải Hoa biết mình không thể trốn tránh mãi được nên chủ động thừa nhận hành vi giết người. Hầu như tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Tạ Khải Hoa lại giết người vợ đang mang thai của mình. Những ai từng tiếp xúc đều nhận xét về anh ta bằng từ ngữ rất mỹ miều như trung thực, tốt bụng và giản dị. Thế nhưng, thực chất Tạ Khải Hoa có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, chỉ những người thân thiết nhất mới có thể nhìn thấy được. Tạ Khải Hoa sinh năm 1982, quê quán tại một làng nhỏ ở vùng Tịnh Châu, Hà Bắc. Nơi này là vùng sâu vùng xa, còn không có đường nhựa, nên cả thôn luôn sống trong cảnh nghèo khó. Gia đình Tạ Khải Hoa cũng không ngoại lệ. Trên hắn còn có một anh trai. Hồi nhỏ, người anh này hay bị sốt co giật, nhưng vì gia cảnh nghèo khó mà không được chữa trị kịp thời, nên sau này đã biến chứng thành bệnh thần kinh nặng. Cú sốc về anh trai khiến cả gia đình suy sụp, nhưng cũng từ đó Tạ Khải Hoa quyết chí làm giàu, muốn để cha mẹ được sống tốt hơn, bù đắp thay cho cả phần anh trai mình. Hắn nỗ lực không biết ngày đêm để thay đổi số phận. Cuối cùng, Tạ Khải Hoa thi đỗ vào Đại học Nông nghiệp Hà Bắc, sau đó thuận đường lên học thạc sĩ, rồi thời điểm xảy ra án mạng, đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ. Khi còn đi học, Tạ Khải Hoa tình cờ quen biết được Thạch Cảnh Tôn, một cô gái nhỏ tuổi hơn mình. Thạch Cảnh Tôn quê quán ở Loan Thành, tỉnh Hà Bắc, gia đình sống bằng nghề trồng trọt, nạn nhân cũng là con gái độc nhất của nhà họ Thạch. Thạch Cảnh Tôn có dáng vẻ tương đối thanh tú. Ngược lại, Tạ Khải Hoa không có lợi thế về ngoại hình. Hắn vừa lùn vừa đen, lại phải gánh thêm một phần nuôi cha mẹ và anh trai tâm thần, nên xét về gia cảnh thì đàn gái có phần nhỉnh hơn. Tuy hai gia đình đều là dân quê, nhưng xét tổng thể thì điều kiện của Thạch Cảnh Tôn vẫn còn tốt hơn nhiều. Thạch Cảnh Tôn được nhận xét là người sống tiết kiệm và học giỏi từ khi còn nhỏ, nhưng tính cách của cô cũng khá bướng bỉnh so với bạn bè đồng trang lứa. Tạ Khải Hoa và Thạch Cảnh Tôn bắt đầu yêu nhau trong những năm đại học và sau đó cả hai đều được nhận vào học cao học tại Đại học Nông nghiệp Hà Bắc. Khác với những cặp đôi bình thường, Tạ Khải Hoa và Thạch Cảnh Tôn đều không ham chơi hưởng thụ. Họ đều nhất trí rằng chỉ có nỗ lực thêm nữa thì mới có thể thay đổi số phận của mình. Sau khi tốt nghiệp bậc đại học, cả hai đều thi đỗ nghiên cứu sinh của trường Đại học Nông nghiệp Hà Bắc. Trong thời gian ở trường, hai người cùng là đồng tác giả của nhiều bài báo nghiên cứu khoa học. Tới năm 2007, trong buổi tốt nghiệp luận văn thạc sĩ của mình, Tạ Khải Hoa còn đặc biệt gửi lời cảm ơn tới bạn học Thạch Cảnh Tôn. Năm sau trong luận văn tốt nghiệp, nạn nhân lại chia sẻ
mình coi Tạ Khải Hoa như một người thân trong gia đình. Đôi tình nhân tài giỏi ấy được khá nhiều bạn học hâm mộ, trở thành đối tượng tán dương của các giảng viên. Năm 2007, Tạ Khải Hoa lựa chọn giảng dạy ở Đại học Nông nghiệp Hà Bắc, đồng thời cũng học lên tiến sĩ. Tháng 10 năm sau, Thạch Cảnh Tôn xin về dạy học thiết kế cảnh quan ở Học viện Mỹ thuật Hà Bắc. Đến năm 2008, hai người kết thúc quãng thời gian yêu đương để tiến tới hôn nhân. Trước khi cuộc hôn nhân bắt đầu, nhà đàng gái không mấy lạc quan về chuyện này. Vốn dĩ, hai người chỉ chăm chăm vào đi học, sống chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp mà không hề đi làm thêm, nên chưa để ra được chút vốn nào cả. Hơn nữa, Tạ Khải Hoa lại còn có một người anh bị thiểu năng trí tuệ, vậy nên ba Thạch đã phản đối chuyện để con gái làm dâu nhà họ Tạ. Nhưng một khi đã cuốn sâu vào chuyện tình yêu thì không ai có thể ngăn cản nổi. Tất nhiên, Thạch Cảnh Tôn cũng vậy. Cuối cùng, cha mẹ cô chỉ có thể đồng ý. Sau khi kết hôn, Tạ Khải Hoa công tác ở trạm thí nghiệm huyện Trường Bắc, đồng thời đến thành phố Bảo Định để học tiến sĩ. Còn Thạch Cảnh Tôn thì vẫn làm việc ở Học viện Mỹ thuật Hà Bắc ở huyện Tân Lạc. Tuy cùng là ở tỉnh Hà Bắc, nhưng do đường xá xa xôi cách trở nên hai vợ chồng phải sống trong cảnh thường xuyên xa nhau. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới tình cảm của họ. Người ngoài đánh giá rằng cả hai khá hòa thuận, đặc biệt là sau khi nạn nhân mang thai, Tạ Khải Hoa chỉ thiếu điều hét lên với cả thế giới rằng mình đã lên trước bà. Tuy vậy, có một số chuyện đã âm thầm thay đổi. Thạch Cảnh Tôn là giảng viên chính thức, lương cao nhất cũng được 7-8 ngàn tệ, còn Tạ Khải Hoa chủ yếu học tập để lên tiến sĩ. Mỗi khi có thời gian rảnh thì hắn sẽ đi dạy thêm để kiếm chút tiền, nhưng lương tháng cũng chỉ được khoảng 1.000 tệ. Bởi vậy nên tiền chi tiêu sinh hoạt trong nhà sẽ do Thạch Cảnh Tôn gánh vác. Mỗi lần gặp cha mẹ vợ, Tạ Khải Hoa không tránh được chuyện bị châm chọc mỉa mai. Tất cả những điều đó tích tụ lâu ngày đã trở thành một vết thương khá lớn trong lòng hắn. Thêm nữa, tính cách của Tạ Khải Hoa cũng hướng nội, nên cảm xúc bị dồn nén đến cực độ, chỉ trực chờ vỡ òa. Thạch Cảnh Tôn với tính cách mạnh mẽ lại có những suy nghĩ riêng của mình. Ví dụ như cô đề nghị được về nhà mẹ đẻ ăn Tết nhưng không hề bàn bạc gì với chồng mà chỉ thông báo ngắn gọn như thể là tự mình quyết định vậy. Thậm chí sau khi mang thai, chuyện đầu tiên cô nói với Tạ Khải Hoa đó chính là muốn đứa bé được mang họ của mình. Và nếu có mua nhà, mua đất, mua xe thì tất cả phải đứng tên cô ấy. Tuy cũng có phần bất mãn, nhưng nghĩ tới chuyện hầu hết chi tiêu trong nhà đều là do vợ chống đỡ, nên Tạ Khải Hoa không thể không đồng ý. Trong khoảng thời gian Thạch Cảnh Tôn mang thai, hắn vẫn cố gắng chăm sóc vợ vô cùng tận tình, ngày nào cũng xuống bếp nấu cơm, lo lắng vợ bị mệt, thậm chí còn đút cho cô ăn, rửa chân cho cô ấy nữa. Có thể nói, hắn chính là người đảm đương hết mọi việc nhà, khiến Thạch Cảnh Tôn chẳng phải động chân động tay gì cả. Tạ Khải Hoa từng chia sẻ lên tài khoản QQ cá nhân những bài viết về cân nặng vợ thay đổi như thế nào khi mang thai, đăng khá nhiều nhạc thiếu nhi và những lời lẽ đáng yêu dành cho con. Đối với em bé sắp chào đời, Tạ Khải Hoa vô cùng chờ mong. Hắn còn mời bạn bè cùng đề xuất cho mình vài cái tên để đặt cho con. Chính nhờ sự chân thành ấy nên cha mẹ Thạch Cảnh Tôn mới dần ít thành kiến xấu về hắn hơn, không châm chọc mỉa mai người con rể này nữa. Nhưng người vợ luôn đầu ấp tay gối với hắn mới là người quyết không chịu bỏ qua. Thậm chí cô còn đưa ra yêu cầu ép Tạ Khải Hoa phải đoạn tuyệt quan hệ với anh trai ruột. Điều này khiến hắn cảm thấy khó tin, không hiểu tại sao một người vợ lương thiện lại là nhà giáo nữa có thể đưa ra yêu cầu vô lý như thế. Tạ Khải Hoa phản đối, nói đó là ruột thịt của mình nên không thể bỏ được. Nhưng Thạch Cảnh Tôn lại trả lời rất rừng rưng rằng bản thân không muốn dính dáng tới đối tượng thiểu năng trí tuệ. Cảm xúc phẫn nộ dần dần bao trùm lấy Tạ Khải Hoa. Tuy anh của hắn thật sự có một chút vấn đề về thần kinh, nhưng từ bé tới lớn, anh luôn là người bảo vệ che chở cho hắn. Thời điểm xảy ra chuyện này là khoảng vài tháng trước khi vụ án xảy ra, và tất nhiên chẳng đời nào mà Tạ Khải Hoa đồng ý với định kiến xấu xa đó của vợ. Thật không may là cũng trong khoảng thời gian đó, cha của Tạ Khải Hoa không may qua đời. Theo phong tục địa phương, người làm con dâu sẽ phải túc trực bên đình cữu, và Thạch Cảnh Tôn đã tỏ ra rất miễn cưỡng khó chịu khi phải quay về quê chồng chịu tang. Thạch Cảnh Tôn nói rằng nhà chồng rất bẩn, tồi tàn, còn hôi thối nữa, nên đã làm loạn ngay trong đám tang, đòi rời đi chấp bằng được.
Dù Tạ Khải Hoa đã cầu xin vợ nín nhịn một chút, dù sao người đang nằm trong quan tài cũng là cha của cả hai. Nhưng Thạch Cảnh Tôn lại hoàn toàn chẳng thèm mang tới lời chồng. Và chính hành động này của Thạch Cảnh Tôn đã chạm tới điểm cuối cùng trong sức chịu đựng của Tạ Khải Hoa. Hắn như ngọn núi lửa sắp phun trào, chỉ cần tác động thêm một chút nữa là sẽ bùng nổ. Vài ngày trước khi vụ án xảy ra, mẹ của Tạ Khải Hoa đã thu dọn chuồng cừu của gia đình, có ý định thay đất mới để che mùi hôi thối đi, với mong muốn cô con dâu có thể về nghỉ dưỡng thai một cách thoải mái hơn. Tạ Khải Hoa vui vẻ gọi điện thông báo với vợ về chuyện này, nhưng Thạch Cảnh Tôn lại tức giận nói mình đã xin nghỉ và mùng 10 sẽ về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Tạ Khải Hoa có cầu xin nạn nhân, nhưng Thạch Cảnh Tôn chỉ tỏ ra khinh thường và không chịu đi bằng mọi giá. Sự quá quát của vợ khiến Tạ Khải Hoa cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Hắn nói với vợ rằng sẽ về quê nội một mình, không về nhà ngoại với Tạ Khải Hoa nữa. Nạn nhân nghe xong thì đáp lại chồng bằng một tràng cười nhạo báng. Thạch Cảnh Tôn nói Tạ Khải Hoa trên răng dưới ba chấm, một xu dính túi cũng chẳng có mà còn to mồm đòi đi một mình. Tạ Khải Hoa không trả lời nữa, chỉ im lặng cúp điện thoại. Ngọn lửa giận dữ đã bùng cháy lên trong lòng hắn. Tạ Khải Hoa thề sẽ khiến vợ phải trả giá vì những hành động láo xược, vô lễ đã thể hiện. Và để giải quyết người phụ nữ luôn hạ nhục bản thân mình, hắn đã lên một kế hoạch báo thù vô cùng tỉ mỉ. Bởi vì Thạch Cảnh Tôn sắp sinh mà Tạ Khải Hoa lại không thể ở bên cạnh vợ thường xuyên, nên mẹ nạn nhân đã nhờ em họ của cô đến để giúp đỡ. Ngày 1 tháng 1 năm 2011, mẹ Thạch đi tới thăm con gái, tiện thể ăn trưa luôn ở đây. Tạ Khải Hoa khi ấy đang làm việc ở văn phòng. Tới 14 giờ chiều, hắn nhận được điện thoại của vợ. Đối phương hỏi hắn có thể về nhà không. Nạn nhân nhận được câu trả lời là có, nên đã dặn mẹ dẫn em họ về quê trước. Sau khi phát hiện đêm đó sẽ chỉ có một mình vợ ở nhà, Tạ Khải Hoa đã nảy sinh ra một kế hoạch tàn nhẫn. Hắn mua một chiếc áo lông màu đen của nữ, cùng với đôi bốt cao cổ và cả tóc giả nữa. Tạ Khải Hoa từ Bảo Định đến Học viện Mỹ thuật Hà Bắc vào lúc 17h30 phút chiều ngày đầu năm mới dương lịch. Trước khi trèo tường vào ký túc xá giáo viên, hắn mặc áo khoác lông và đi đôi bốt, hóa trang thành nữ giới. Tạ Khải Hoa không mang theo không khí, bởi hắn biết kiểu gì trong phòng của vợ cũng sẽ có sẵn rào. Hắn gõ cửa phòng, đợi đến khi nạn nhân mở cửa thì nhanh chóng lao vào khống chế cô ấy, rồi lao đến cướp con dao trên mặt bàn, đâm liên tiếp lên người vợ mình. Tất cả diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đến một phút. Thật không thể tưởng tượng được rằng trong những giây phút cuối đời, Tạ Khải Hoa lại phải chứng kiến cảnh chồng mình mặc quần áo và đi bốt của phụ nữ ra tay sát hại mình. Thế nên cô ấy mới chết không nhắm mắt được. Khi đâm nhát dao đầu tiên vào cơ thể bạn đời, tất cả lý trí của hắn đã biến mất, thay thế vào đó là cảm giác sung sướng vì báo thù thành công. Không biết đã đâm bao nhiêu lần dao, mãi cho đến khi cạn kiệt sức lực hắn mới chịu dừng lại, tạo hiện trường giả, rồi sau đó bắt tàu về Định Trộm, quê của hắn. Buổi sáng ngày kế tiếp, hắn giả bộ như không biết gì và tới ký túc xá. Nhìn thấy vợ bị sát hại, Tạ Khải Hoa nhanh chóng báo cảnh sát xin giúp đỡ, dù gọi điện báo cho cả bố mẹ vợ, giả bộ như vô cùng đau lòng. Nhưng khó có ai ngờ được đó chỉ là một vở kịch do hắn tự biên tự diễn. May mắn thay, cảnh sát đã phát hiện ra tất cả. Sau khi Tạ Khải Hoa xa lưới, cảnh sát còn phát hiện hắn từng mua hai phần bảo hiểm cho Thạch Cảnh Tôn, còn chủ động liên lạc với công ty bảo hiểm để hỏi về chuyện bồi thường sau ngày nạn nhân qua đời. Vậy nên, cảnh sát nghi ngờ Tạ Khải Hoa cũng có ý định muốn hại nạn nhân để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Ngày 23 tháng 12 năm 2011, Tòa án Nhân dân thành phố Thạch Gia Tràng đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tạ Khải Hoa, bị truy tố về hành vi cố ý giết người. Trong khán phòng có mẹ ruột và người anh khuyết tật cùng gia đình bố vợ cũ của hắn. Tạ Khải Hoa liên tục tranh luận, đưa ra quan điểm rằng mình không có ý định giết người, mà ban đầu chỉ muốn dọa nạn nhân thôi. Sau khi vào ký túc xá, hắn cởi quần áo nữ ra rồi ném lên giường. Trong lúc cãi vã với vợ, hắn mới không kìm nén được mà rút dao đâm chết cô ấy. Tạ Khải Hoa còn miêu tả nạn nhân Thạch Cảnh Tôn là một người đàn bà đanh đá, ép hắn phải viết cam kết một số điều vô lý như cho về nhà mẹ đẻ ăn Tết, đứa trẻ do Thạch Cảnh Tôn nuôi và phải theo họ mẹ, tất cả tài sản cũng sẽ thuộc về nạn nhân. Nhưng khi thẩm phán hỏi về tờ cam kết ấy, thì Tạ Khải Hoa nói hắn đã đốt nó đi rồi, chỉ giữ lại một tờ thôi.
Tuy nhiên, khi bị cáo mang bằng chứng đó ra trước tòa, thì thẩm phán đã bác bỏ và coi là tài liệu không thể xác thực bởi chữ viết trên đó rất mờ. Tại phiên tòa, có thêm một vài nhân chứng là hàng xóm của gia đình Tạ Khải Hoa. Những người này cho biết khi Thạch Cảnh Tôn về thăm nhà chồng, cô cư xử rất kiêu ngạo và tỏ ý không thích ngôi nhà bẩn thỉu. Mẹ chồng cũng gọi điện để hỏi thăm con gái nhiều lần, nhưng cô không bao giờ bắt máy. Một đồng nghiệp của Tạ Khải Hoa cũng cho biết anh thường xuyên nghe thấy Thạch Cảnh Tôn chửi chồng qua điện thoại. Tạ Khải Hoa thường yên lặng lắng nghe mà không phản kháng lại. Hơn nữa, Tạ Khải Hoa thường tâm sự với đồng nghiệp là mình rất buồn vì thái độ của vợ, cảm thấy áp lực vì điều kiện của Thạch Cảnh Tôn tốt hơn mình. Trước những lời bào chữa đó, hội đồng xét xử đã đưa ra nhận định như sau. Do mâu thuẫn gia đình mà Tạ Khải Hoa đã ra tay sát hại dã man vợ mình là Thạch Cảnh Tôn, hành vi của bị cáo cấu thành tội giết người. Thủ đoạn phạm tội của bị cáo tàn ác, tình tiết rất đáng ghê rợn, gây hậu quả nghiêm trọng và sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, trước khi cơ quan công an chưa thu được bằng chứng ngoại phạm, thì bị cáo đã thành thật tự thú. Đây được coi là một tình tiết giảm nhẹ. Hơn nữa, vụ án này là do mâu thuẫn gia đình, nguyên nhân xuất phát từ cả hai phía. Bên cạnh đó, bị cáo chưa từng có tiền án tiền sự, thành khẩn phối hợp trong quá trình điều tra, nên có thể được hưởng hình phạt nhẹ hơn theo quy định của pháp luật. Cuối cùng, hội đồng xét xử tuyên phạt Tạ Khải Hoa mức án tử hình treo đi kèm 2 năm thử thách. Bên cạnh đó, phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng là 16.153 tệ tiền chi phí mai táng. Cha mẹ Thạch Cảnh Tôn không đồng ý với quyết định của tòa sơ thẩm nên đã gửi đơn kháng án. Ngày 6 tháng 6 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Bắc đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án này. Theo Viện Kiểm sát, Tạ Khải Hoa đã có mưu đồ từ trước khi phạm tội. Hắn cố tình giả làm nữ để lẻn vào ký túc xá giáo viên và đâm vợ mình 27 nhát, ngay cả đứa con còn chưa sinh ra cũng không tha, thậm chí còn tạo hiện trường giả. Điều này chứng tỏ hắn vô cùng có ác ý. Bên cạnh đó, ngay từ đầu khi đối diện với nghi ngờ của cảnh sát, Tạ Khải Hoa vẫn chưa khai báo sự thật về chuyện phạm tội và do không còn đường lui nữa nên hắn mới buộc phải tự thú. Đồng thời, sau khi Thạch Cảnh Tôn bị hại, Tạ Khải Hoa đã gọi cho công ty bảo hiểm, chứng tỏ hắn cũng có mưu đồ chiếm đoạt khoản tiền ấy. Cuối cùng, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Bắc đã hủy bỏ phán quyết tử hình treo, sửa thành tử hình, đồng thời giữ nguyên mức bồi thường là 16.153 tệ chi phí mai táng. Theo tài liệu hồ sơ vụ án, cảnh sát phụ trách điều tra từng hỏi Tạ Khải Hoa rằng tại sao hắn lại đi đến bước giết người mà không chọn ly hôn. Tạ Khải Hoa trả lời rằng nếu ly hôn, hắn sẽ không thể đối mặt với người thân, bạn bè, học sinh và đồng nghiệp của mình. Sau khi vụ việc xảy ra, có rất nhiều người quen của đôi vợ chồng này đều cảm thấy khó tin, bởi họ vốn là một cặp đôi trí thức, sao có thể đi tới kết cục này cơ chứ? Năng lực nghiên cứu khoa học của Tạ Khải Hoa được khá nhiều giảng viên đánh giá cao. Có một người chia sẻ rằng Tạ Khải Hoa vốn là chủ lực của trạm nghiên cứu, đồng thời còn là nòng cốt bồi dưỡng của học viện. Các đồng nghiệp cũng nói trong lúc làm việc chung, Tạ Khải Hoa tạo cho người đối diện cảm giác vô cùng ấm áp. Tiền đồ của nạn nhân Thạch Cảnh Tôn cũng rất sáng sủa, còn vừa mới được bình chọn là giảng viên ưu tú. Người dân ở quê cũng không tin Tạ Khải Hoa sẽ phạm phải trọng tội. Dù gì, họ cũng là người chứng kiến quá trình trưởng thành của hắn, nên biết khá rõ tính cách. Và theo lời họ thì Tạ Khải Hoa cứ như một cô gái vậy. Ngày thường hắn yên phận, thậm chí còn chẳng dám giết gà, chứ đừng nói là giết người. Có một đồng hương còn cho rằng hắn bị ép cung. Hầu hết mọi người đều nhất trí rằng Tạ Khải Hoa đã bị dồn tới đường cùng nên mới làm như vậy. Nhưng chỉ ai thật sự thân thiết với hai vợ chồng mới biết cuộc hôn nhân này đã có dấu hiệu đổ vỡ ngay từ đầu. Tính cách Thạch Cảnh Tôn mạnh mẽ, có chút chèn ép người khác. Có một lần, cô và bạn học đi ra ngoài dạo phố. Vì cô bạn học chẳng may va trúng một món đồ nên bị ông chủ ép mua. Thạch Cảnh Tôn còn cố cãi nhau với ông chủ, kết quả bị người đó dùng gậy đập vào đầu cho mấy nhát. Theo lời chú của Tạ Khải Hoa, năm đó khi cả hai kết hôn, chồng đã không giống một cặp vợ chồng bình thường, bởi họ về quê và chẳng nói câu nào hay giao tiếp với ai. Còn chuyện Tạ Khải Hoa sát hại chính cốt nhục của mình, mọi người đều có những ý kiến khác nhau. Có người cho rằng khi ấy, Tạ Khải Hoa đã bị hận thù che mắt, không rảnh để bận tâm xem vị trí mình đâm có làm đứa bé bị thương hay không. Có người lại cho rằng Tạ Khải Hoa đã lên kế hoạch
chờ tới khi con sinh ra mới gây án. Nhưng dù gì thì hắn cũng đã tự tay chấm dứt sinh mệnh của con mình. Sau khi xa lưới, Tạ Khải Hoa nhiều lần tỏ ý muốn chịu trách nhiệm, nhưng lúc này hắn đã bị bỏ tù, nhà họ Thạch thì mất đi con gái. Bây giờ chuyện sinh hoạt của mẹ và anh trai hắn cũng là một vấn đề lớn. Bởi hắn bị tử hình rồi thì chỉ còn lại người mẹ già chăm sóc anh trai tâm thần. Nếu chẳng may mẹ hắn qua đời thì cũng chỉ có một mình anh trai hắn mà thôi. Tạ Khải Hoa đã không biết cách giải quyết mâu thuẫn với vợ. Hắn lựa chọn im lặng và khuất phục, sau đó chấp nhận. Nhưng chuyện không chỉ trầm trọng thêm mà chính bản thân hắn cũng bị tổn thương, không phát tiết những cảm xúc trong lòng ra được. Cuối cùng nó lại phản tác dụng và mở đầu cho một tấn bi kịch sau này. Cuộc hôn nhân của cả hai người họ như một tấm gương phản chiếu hiện trạng của rất nhiều cặp đôi bây giờ. Nếu đã chấp nhận ở bên nhau thì có lẽ cả hai người phải học cách đồng lòng giải quyết mọi vấn đề, bởi đối phương là người mình yêu chứ không phải kẻ thù. Đối với vụ án này, mọi người có suy nghĩ thế nào? Xin hãy để lại bình luận, chia sẻ thêm góc nhìn của bản thân cũng như tương tác để đón chờ những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!